Thưa quý vị và các bạn, đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết, dù quanh năm bộn bề tất bật với những lo toan trong cuộc sống, thì Tết đến xuân về, mọi gia đình đều mong được đón những giây phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới trong sự no đủ sum vầy. Ấy vậy, ước mong tưởng như rất bình dị ấy cũng không phải bất cứ ai cũng dễ dàng có được. Ngày xuân với nhiều mảnh đời bất hạnh vẫn là những ngày chật vật, lam lũ với cái nghèo, cái đói và sự thiếu thốn. Đó là lý do những hành trình thiện nguyện đã đến với những người nghèo ở các thôn bản, vùng sâu, vùng xa, mang lại cho người dân cái Tết ấm tình yêu thương, chia sẻ. Sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục Về quê. Vẫn những dáng người cặm cụi, bé nhỏ giữa đại ngàn sương muối khắc nghiệt. Vẫn những đứa trẻ lấm lem, hồn nhiên lớn lên như cây ngô, cây sắn trên mảnh đất cằn. Từ đời này sang đời khác, cái nghèo vẫn bao trùm, đè nặng lên thôn Nậm Luông những mảng màu xám ngắt, trầm buồn. Gia đình vợ chồng anh Vàng Chứ Dính cũng vậy. Nhà bảy miệng ăn, nhưng tất cả ngô sắn trong nhà đã hết trước khi cái Tết đi qua. Mấy ngày nay, những bữa ăn của cả nhà chỉ từ mèn mén vay tạm từ anh em làng xóm. Tôi đi làm thuê, được bao nhiêu tiền thì mua ngô về sát cho vợ con ăn. Cơm không đủ ăn vì ngô hết từ tháng 11 rồi. Tết cũng chẳng còn gì để ăn cả. Ngày Tết, nếu đâu đó người ta sửa sang nhà cửa, sắm sửa vật dụng, quần áo mới để sum vầy đón xuân, thì ở đây hai vợ chồng này chỉ có thể chằng buộc, che chắn cho căn nhà đỡ mưa dột, gió lùa. Nhưng nó cũng không thể bớt siêu vẹo, dột nát hơn. Đồng cảm với sự khó khăn đó, hành trình thiện nguyện của Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền Hình Việt Nam và nhiều tấm lòng hảo tâm đã đến với các thôn bản vùng cao. Như hôm nay, 50 phần quà Tết từ tập đoàn Tân Hiệp Phát đã được chuyển đến người dân nghèo thôn Nậm Luông nhằm động viên, hỗ trợ bà con vui Tết đầy đủ hơn. Niềm vui dường như phần nào xoa dịu những nét nhọc nhằn vốn in dấu gương mặt người dân nơi đây. Hôm nay được nhận phần quà Tết như thế này, chúng tôi rất vui. Mong sau này sẽ được giúp nhiều thêm nữa. Cũng với những tấm lòng sẻ chia cùng đồng bào nghèo, có một cái Tết ấm áp đã trở thành truyền thống hàng năm mỗi khi Tết đến xuân về. Công ty dược và vật tư thú y Hanvet lại tổ chức những buổi phát quà từ thiện nhân đạo như thế này. Hơn 300 hộ dân nghèo của hai huyện Văn Lâm và Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, hôm nay mỗi người được nhận một phần quà Tết. Món quà không nghiêng về vật chất mà thể hiện những tình cảm, sự sẻ chia cùng bà con nông dân nghèo, có một cái Tết cổ truyền ấm áp và nghĩa tình. Chúng tôi thì nghĩa là rất phấn khởi và vui mừng. Những món quà nhỏ hôm nay thì công ty dành cho những người mà nghèo nhất của hai huyện và những gia đình của chính sách, thì cũng mong rằng là bà con có được một cái Tết là vui vẻ và tương đối là đầy đủ. Mùa xuân năm nay có lẽ là một mùa xuân đầy đủ nhất của gia đình người phụ nữ này. Những chiếc bánh chưng hương vị của ngày Tết đã về với gia đình bà. Bản thân bà thường xuyên đau ốm, đi lại khó khăn, hai ông bà già không có thu nhập, cuộc sống luôn thiếu thốn. Năm nay, ông bà vui mừng gói những chiếc bánh chưng sớm. Món quà đã thêm ấm áp, đủ đầy trong những ngày đón Tết. Trong cái dịp đầu xuân mà những người nghèo mà được như vậy là các cấp chính quyền, thế rồi các doanh nghiệp mà hỗ trợ, ủng hộ quà thế này thì hết sức là phấn khởi. Một mùa xuân mới đã về với đất nước ta. Trong những tiết trời lạnh giá của thời tiết khắc nghiệt đâu đó trên dải đất hình chữ S, vẫn còn nhiều lắm những người nghèo khó, còn lắm những gia đình mùa xuân không gõ cửa. Nhưng trong gian khó của những người nghèo, vẫn có nhiều tấm lòng luôn chia sẻ, yêu thương và đồng cảm.
một năm mới đã bắt đầu mở ra, những hành trình thiện nguyện đã khởi động và sẵn sàng tiếp tục đến với nhiều vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ thêm nhiều người dân nghèo, xoa dịu những khó khăn và tiếp sức cho họ bằng chính tình yêu thương, đồng cảm. Mỗi chia sẻ, xin mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng chúng tôi, chuyên mục Về quê, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Kính chúc quý vị một năm mới mạnh khỏe và thành công. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.